Hello mọi người, mình là Thùy Tiên. Đối với bản thân Tiên thì Tiên thấy là nó có nhiều cái mới lạ hơn ở Thanh Hòa. Ngoài những cái bộ thanh lịch bình thường sẽ có thêm những bộ rất là sexy, có một cái tính ứng dụng rất là cao, rất là đa dạng cho bộ sưu tập lần này. Tiên nghĩ là thời tiết nè, về thời tiết khá là nóng, khá là hanh khô, nhưng mà được đi du lịch nhiều nơi và biển đi. Tiên chúc cho Anh Hòa show của Anh Hòa sẽ diễn ra rất là thành công và vô cùng tốt đẹp, và sau show thì sẽ có nhiều khách mua hàng nha. Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Và hiện tại thì Châu đang có mặt tại thảm đỏ show Shadow của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đó chính là mình được nghỉ học nè, mình được vui chơi và được tận hưởng thoải mái cái không khí của mùa hè. Và với Châu thì Châu xin chúc cho show Shadow của anh Lê Thanh Hòa sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và sẽ gây được một tiếng fan lớn. Và Châu tin chắc rằng show sẽ mang lại đến những cái màn trình diễn mãn nhãn về cả âm nhạc, hình thức và cả những cái thiết kế mà anh Hòa đang mang đến. Xin chào tất cả quý vị và khán giả, mình là Khánh Vân, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Và ngày hôm nay chị Vân đang có mặt tại show diễn thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với chủ đề là Shadow. Theo Vân được biết đó là cái bóng, thì Vân đang không biết là rất là thắc mắc là không biết là bộ sưu tập này thì mang một cái ý nghĩa tinh thần gì, nhưng mà Vân nghĩ là chắc chắn sẽ rất là thú vị, bởi vì anh Lê Thanh Hòa mỗi khi mà đem đến một cái bộ sưu tập mới là đều đem đến những cái điều rất là đặc biệt và rất là thu hút, rất là lôi cuốn. Đối với Vân, ký ức mùa hè phải nói là nóng bỏng, rực rỡ và có một cái gì đó nó lung linh. Vân nghĩ chắc chắn sẽ là một trong những bộ sưu tập rất là nóng bỏng, tại vì không biết sao chứ cái nào mà Vân lựa chọn thì cái đường cut out rất là đẹp và rất là sexy. Và không quên gửi lời chúc đến anh Lê Thanh Hoàng, người anh thân mến, sẽ có một bộ sưu tập diễn ra thật là thành công, tốt đẹp. Và